những tác phẩm để đời. Cái này nó mới to. Này đứng vào đây nhìn nhiều ôm luôn. Đó, một người ôm. Anh đừng một bến ra thì đừng quá một bến, nhìn nó. Đây, cái này nhìn nó to, cực to luôn. Cái này Huỳnh trăm mấy anh nhỉ? Vì Huỳnh nó trăm mấy luôn hả? 120 ạ. 120 luôn. Dạ. Kinh khủng, những tác phẩm để đời. Cái này còn chưa thành phẩm, còn lâu. Cái này khoảng 7 năm nữa nhỉ? Cái này là, thưa quý vị, là cái này là tối đến mà có ngủ là cũng phải ra bắt muỗi cho nó. Tại vì nó đốt vào đâu là sợ nó chảy đấy. Cho nên là làm tâm huyết. Dạ, dạ. Còn đêm này phải bỏ mùng cho nó luôn, tránh muỗi đốt. Dạ. Người mẫu có thể bị ghẻ chứ cây này không thể bị ghẻ được. Kinh khủng, những tác phẩm để đời. Cái ngoài kia còn dữ hơn nữa hả? Đây là những tác phẩm để đời, thưa quý vị. Chịu không nổi. Huỳnh 120, thưa quý vị. Tác phẩm này thì không chịu được. Bộc tay hợp cảnh. Cái này cao chắc cỡ khoảng tầm 60 anh hả? Dạ dạ. Tầm 60. Nhìn quá phê luôn. Chỉ số 2. Quá phê. Cái này là chung anh nhỉ? Dạ, nó chung. Chung mà cốt này khó kiếm luôn rồi. Lớn lắm rồi. Cái này thì đặc biệt là rất là già, nuôi mười mấy năm, công chăm sóc rất là nhiều nhưng đặc biệt là không bán, mà chỉ là ví dụ anh em nào quý là mang tặng. Anh em nào cứ sống thật là tình cảm thì chủ nhân sẽ tặng những cái này cho anh em. Tặng không luôn hả? Cái này về cái anh tỉa cho nó gào gào bớt tại này lá nó hơi dày quá nó hơi đặc. Cái này tăng thiên nhiên hả? Vâng. Ghê quá. Cái này là vừa rồi công trình nó làm đường. Dạ. Là bọn xe bồn nó đổ nhầm nhựa vào đây. Nhưng mà cây này không ăn thua gì cả, tàn không gãy và cây cũng không lúng lính gì luôn. Nó già đến nỗi bám phủ rêu phong luôn rồi đó. Ừ. Nhựa cái gì mà nhựa. Ghê hồn, những tác phẩm để đời. Cây ngoài kia rút thì cho. Cây ngoài kia. Cây đây đây. Cây mình đi. Đừng có nói tới tiếp theo nào. Tác phẩm mini không thể nào chịu nổi, thưa quý vị.
Thưa quý vị, đây là tác phẩm thứ hai, tác phẩm để đời. Kinh khủng. Cái này đường Huỳnh nó rơi vào khoảng bao nhiêu anh hả? Huỳnh 115 nữa đi. Anh nhìn thử đi ngang qua đó, anh so với cái thì coi. Những tác phẩm để đời mà. Kinh khủng nha. Chịu không nổi luôn. Anh đừng nghiêng một bên cái dâm dùm em tới. Úi giời ơi. Siêu kinh khủng. Quá tuyệt vời. Để nó đẹp ghê luôn anh hả? Để của nó thì cứ đừng nói tới. Thèo này mà nó cuốn luôn hả? Dạ. Cuốn ra. Quá tuyệt vời. Để liên lạc cái bốn mặt luôn. Anh ló xuống ở chỗ đó, ló mặt á. Đi lên sát vào chỗ đó giúp em. Ừ. Kinh khủng luôn. Yeah. Ghê. Nhìn như vậy nó mới so sánh được cái tác phẩm nó khổng lồ kiểu nào. Thế nào chịu được luôn quý vị. Nhìn không biết chế vào đâu được. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Đây thì còn mênh mông. Rồi thì vừa rồi là một số tác phẩm tại vườn của anh Rơi ở thành phố Cần Thơ quý vị. Thì rất là nhiều tác phẩm để đời. Ông chỉ quay sơ về khu vườn một chút xíu để quý vị và con cô bác mình ngắm nhìn những tác phẩm để đời, những tác phẩm máy thủy mà gọi là quá tuyệt vời. Thì Long rất cảm ơn quý vị và con cô bác mình đã dành chút thời gian quý báu để xem hết clip này của Long. Bây giờ Long cũng xin kết thúc clip đó thưa quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.